Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Góc nhìn khán giả của VTC14 ngày hôm nay xin được bắt đầu với phần điểm những nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Hàng nghìn người hâm mộ xếp hàng mua vé xem bóng đá giải AFF Cup, ghi nhận của khán giả Phùng Văn Tú từ số điện thoại 0912 3 số cuối 450. Hà Tĩnh va chạm với xe ô tô biển Lào, một người tử vong. Phản ánh của khán giả Minh Lý từ số điện thoại 0915 3 số cuối 811. Bình Phước dừng lưu thông trên cầu Út Sệ vì cầu bị sập mố. Phản ánh của khán giả Đỗ Văn Trình từ số điện thoại 0168 3 số cuối 269. Nhân dân huyện Kim Bảng, Hà Nam ước mơ về một cây cầu mới bắc qua sông Nhuệ. Phản ánh của khán giả Bùi Xuân Tuyển từ số điện thoại 0166 3 số cuối 452. Gian nan nghề làm muối, phản ánh của khán giả Trần Mạnh Hải từ số điện thoại 0979 3 số cuối 687. Ngày hội chụp ảnh chân dung miễn phí cho trẻ em đồng bào dân tộc, chia sẻ của khán giả Vân Hằng trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 6 tháng 12, hàng nghìn người hâm mộ đã có mặt trước cổng sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội để xếp hàng mua vé xem trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia, dẫn đến tình trạng chen lấn xô đẩy. Ngay sau khi mở bán, giá vé cũng đã được các đối tượng phe vé tăng lên gấp 2-3 lần giá trị thực. Sau đây mời quý vị cùng đến với ghi nhận của khán giả Phùng Văn Tú từ số điện thoại 0912 3 số cuối 450 đã gửi về cho chương trình. Tối ngày 5 tháng 12 đã có lác đác vài chục người có mặt tại cổng sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội để xếp hàng mua vé xem trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia. Tuy nhiên, đến sáng ngày 6 tháng 12, con số này đã tăng lên đến hàng nghìn người. Trước giờ bán vé, tại đây đã xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. Tuy nhiên, đến khi có sự xuất hiện của lực lượng an ninh, trật tự tại đây mới được ổn định. Hàng nghìn người ngay ngắn xếp hàng, kéo dài hàng trăm mét theo sự sắp xếp của lực lượng an ninh để tiến vào mua vé. Ở khu vực bên ngoài, giá vé xem đội tuyển Việt Nam thi đấu trận bán kết lượt về ngay lập tức đã bị dân phe tăng lên gấp 2-3 lần. Việc mua bán diễn ra công khai và khá tấp nập ngay trước cửa sân Mỹ Đình, bất chấp sự có mặt của lực lượng an ninh. Theo phản ánh của khán giả Phùng Văn Tú, ở giải AFF Cup lần này, ban tổ chức đã chọn hai địa điểm ở giữa quảng trường sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội để người hâm mộ có thể xếp hàng mua vé. Ngay từ rạng sáng ngày 6 tháng 12, đã có hàng trăm người có mặt tại đây để chờ mua vé. Đúng 7 giờ 30 phút, ban tổ chức bắt đầu mở sân bán vé. Khi đó, số lượng người mua đã tăng lên đến hàng nghìn người. Tình trạng an ninh rất khó kiểm soát nếu không có sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát khu vực cơ động. Khán giả Phùng Văn Tú cũng cho biết thêm, ban tổ chức bán vé trận bán kết Việt Nam-Malaysia với 4 mệnh giá từ 150.000 đến 400.000 đồng, trong khi hàng ngàn khán giả có nhu cầu phải chờ trực xếp hàng từ đêm ngày 5 tháng 12 đến sáng ngày 6 tháng 12 để mua vé, thì không hiểu bằng cách nào mà dân phe đã có sẵn cả tập để đứng bên ngoài chào mời. Giá vé được dân phe vé giao bán cao gấp 3-4 lần so với giá trị thực. Như một vé ở khán đài CD có mệnh giá gốc là 150.000 đồng một vé, được dân phe vé giao bán với giá 800.000 đồng một cặp.
Trong khi đó, mức giá vé ở vị trí đẹp tại hai khán đài AB với mệnh giá gốc là 400.000 đồng một vé được giao bán với mức là 1,6 đến 2 triệu đồng một cặp. Vào chiều ngày 5 tháng 12, khi đang lưu thông trên quốc lộ 8A, đoạn qua địa phận huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, một chiếc xe máy đã va chạm với xe ô tô tải biển Lào chạy theo hướng ngược lại. Vụ va chạm đã khiến người đàn ông điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Một số hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn đã được khán giả Minh Lý từ số điện thoại 0915 3 số cuối 811 cung cấp cho chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ 20 phút chiều ngày 5 tháng 12 trên quốc lộ 8A, đoạn qua địa phận xóm Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Vào thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển xe máy hiệu Honda Way mang biển kiểm soát 38H5-5512 đã xảy ra va chạm với xe ô tô tải hiệu Hyundai mang biển kiểm soát Lào chạy theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy của nạn nhân đã bị biến dạng hoàn toàn. Bánh xe và khung xe rời ra thành nhiều khúc trên mặt đường quốc lộ. Chiếc xe ô tô tải bị hỏng nhẹ phần đầu, tài xế xe tải chỉ bị thương nhẹ. Vụ tai nạn đã thu hút sự hiếu kỳ của người đi đường và người dân địa phương khiến tuyến đường bị ùn tắc, giao thông qua đây gặp nhiều khó khăn. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Hương Sơn đã có mặt để điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp với lực lượng công an xã Sơn Tây tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân tai nạn. Qua tìm hiểu, khán giả Minh Lý được biết nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn trên là anh Nguyễn Hữu Sáu, sinh năm 1968, có hộ khẩu thường trú tại xóm 1, xã Nhân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Tai nạn xảy ra ngay giữa đỉnh dốc cây dừa, đường dốc hẹp kết với thời tiết mưa phùn suốt những ngày qua, khiến cho mặt đường dễ trơn trượt, dẫn đến rủi ro về tai nạn là rất cao. Thưa quý vị và các bạn, cách đây không lâu, chương trình Góc nhìn khán giả đã phản ánh về tình trạng xuống cấp của cây cầu Út Sệ bắc qua con suối Đôi thuộc địa phận khu phố 3 nối liền với khu phố Trung Lợi, thị trấn Trân Thành, huyện Trân Thành, tỉnh Bình Phước. Mới đây, khán giả Đỗ Văn Trình từ số điện thoại 0168 3 số cuối 269 lại cho biết, vào đêm ngày 5 tháng 12 vừa qua, cây cầu này đã bị sập một bên mố chân cầu. Hiện tại tất cả các phương tiện và người không thể tiếp tục lưu thông trên cây cầu này. Cầu Út Sệ là cây cầu hàng ngày có lượng người và phương tiện qua lại tương đối đông. Vào mùa mưa năm 2014, do nước suối Đôi chảy mạnh đã làm đất ở hai bên chân cầu sạt lở nghiêm trọng, tạo ra khe hở lớn. Bên cạnh đó, sắt ở hai bên thành cầu đã bị rỉ sét, gỗ đóng ở hai bên chân cầu đã bị mục. Cho đến đêm ngày 5 tháng 12 thì một bên mố cầu Út Sệ bất ngờ bị sập. Rất may là thời điểm đó không có ai lưu thông trên cầu nên đã không gây thương vong về người. Đến sáng ngày 6 tháng 12, chính quyền khu phố 3 đã phải chặt cây rào lại để cảnh báo nguy hiểm nghiêm trọng, cấm người và phương tiện lưu thông qua. Hiện tại, việc di chuyển của người dân ở các khu phố 3, khu phố Trung Lợi, ấp 2, ấp 3 của thị trấn Trân Thành gặp nhiều khó khăn và bất tiện. Phản ánh của khán giả Đỗ Văn Trình, từ khi cầu Út Sệ bị cấm không được phép lưu thông, người dân tại đây, đặc biệt là các em học sinh phải đi đường vòng rất xa. Việc này đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân. Gửi phản ánh đến chương trình, anh Trình kiến nghị các cấp chính quyền, các ngành chức năng có liên quan nhanh chóng có biện pháp khắc phục sửa chữa cây cầu này để việc đi lại của người dân được thuận tiện hơn.
Một phản ánh khác về giao thông đã được khán giả Bùi Xuân Tuyển từ số điện thoại 0166 3 số cuối 452 gửi về chương trình. Anh Tuyển cho biết, suốt hàng chục năm qua, hàng ngày người dân thôn Thọ Lão, xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam vẫn phải đánh đu với tử thần trên dòng sông Nhuệ bằng một cây cầu phao yếu ớt. Do mặt cầu và thân cầu được chắp ghép tạm bợ bằng những trụ bê tông cùng các mảnh gỗ cũ mục nên cầu đã nhanh chóng xuống cấp, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông là rất cao. Cầu phao Hoàng Tây nằm trên địa phận thôn Thọ Lão, xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, Hà Nam. Cầu được bắc qua dòng sông Nhuệ, nối liền giữa hai xã Hoàng Tây và Hoàng Đông, có chiều dài 40m, chiều rộng 2m. Cây cầu được chắp nối tạm bợ bằng những trụ bê tông, tấm gỗ mục và đang xuống cấp nghiêm trọng. Mặt cầu nham nhở, gồ ghề và xẻ thành các rãnh lớn nhỏ, sắt thép bao bọc xung quanh đều han gỉ. Nguy hiểm hơn, cây cầu không hề có lan can. Mỗi lần người dân lưu thông qua, cây cầu lại rung lắc, gây mất thăng bằng cho người điều khiển phương tiện lưu thông qua đây. Thậm chí, tại nhiều đoạn khó, cây cầu liên tục chao đảo như thách thức người điều khiển. Để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản, người qua cầu chỉ còn biết cách dắt xe rồi di chuyển chậm chạp nhằm phòng tránh tai nạn có thể xảy ra. Theo tìm hiểu khán giả Bùi Xuân Tuyển được biết, cầu phao của xã Hoàng Tây đã tồn tại suốt hàng chục năm qua. Hơn 10 năm về trước, cầu được đặt ở vị trí khác, cách khoảng 300m so với vị trí hiện tại. Nhưng từ khi xảy ra liên tiếp 4 vụ đuối nước thương tâm, chính quyền cùng với người dân địa phương đã phải chọn cách di rời cầu. Vào mùa nước lớn, cây cầu này thường xuyên bị ngập úng và không thể lưu thông được. Người dân muốn vượt sông thì phải thuê người chèo thuyền chở qua sông. Đây cũng là tuyến đường thủy lưu thông quan trọng nên hàng ngày có rất đông người dân các xã khác như là xã Ngọc Động, Nhật Tân, Điền Đặng qua lại. Đặc biệt đây cũng là con đường đến trường của các em học sinh các cấp tiểu học, trung học, vì vậy tai nạn hiểm họa luôn rình rập. Từ khi di chuyển sang địa điểm mới, tại cây cầu này đã xảy ra nhiều vụ va chạm khiến cả người lẫn xe rơi xuống sông, tuy nhiên may mắn là không có ai tử vong. Khán giả Bùi Xuân Tuyển cũng cho biết thêm, trước đây người dân xã Hoàng Tây muốn qua sông phải đi lên cầu Nhật Tự, cách nhà gần 5km mới qua được sông. Kể từ khi có cây cầu này thì người dân đi lại dễ hơn, nhưng những năm gần đây cầu đã hư hỏng nặng, lại ít được quan tâm sửa chữa. Được biết dù cây cầu tiềm ẩn đầy mối nguy hiểm, nhưng do ngân sách của xã Hoàng Tây hạn hẹp nên chưa có kinh phí để xây dựng lại cầu mới vững chắc. Và mỗi năm, nhân dân trong xã Hoàng Tây bảo nhau đóng góp 1-2kg thóc để lấy kinh phí sửa chữa, trả công cho người trông coi cầu. Như vậy ước mơ về một cây cầu mới của người dân xã Hoàng Tây sẽ vẫn khó trở thành hiện thực nếu như chưa nhận được sự quan tâm kịp thời từ các cấp thẩm quyền. Gửi phản ánh đến chương trình, anh Tuyển cũng như người dân xã Hoàng Tây rất mong Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng cũng như lãnh đạo ban ngành tỉnh Hà Nam sớm có giải pháp đầu tư nâng cấp xây dựng lại cây cầu nguy hiểm này để người dân tham gia giao thông tại đây không còn lo lắng, đồng thời các em học sinh cũng thuận lợi trên con đường tới trường của mình. Xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh được biết đến với sản phẩm muối đặc trưng. Nhờ những điều kiện tự nhiên thuận lợi, nghề muối trở thành nghề truyền thống của từng thế hệ diêm dân ở đây. Khán giả Trần Mạnh Hải có số điện thoại 0979 3 số cuối 687 cho biết, trước đây nghề làm muối đã nuôi sống không biết bao nhiêu thế hệ, nhưng giờ đây việc sản xuất của nhân dân lại đang gặp phải nhiều khó khăn vì thiếu vốn, thiếu công nghệ. Trong khi đó thì nguồn nước biển ngày một ô nhiễm. Bên cạnh đó, do giá muối thấp nên thu nhập của diêm dân không đủ để trang trải cho cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Để làm ra những hạt muối trắng, những diêm dân ở xã Kỳ Hà phải làm việc vất vả từ sáng sớm, khi mặt trời vừa ló dạng cho đến khi xế chiều. Nghề muối bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 7 âm lịch. Để có những hạt muối, diêm dân phải mất gần 3 tháng trời phơi lưng với nắng gió, bao bờ, nện sân, chuẩn bị mặt đồng, khơi thông mương dẫn. Sau tháng 6 âm lịch,
nước biển mới được đưa lên mặt đồng và bốc hơi dần, để lại những hạt muối trắng tinh. Tuy nhiên hiện nay, nghề muối ở xã Kỳ Hà nói riêng và cả nước nói chung đang đối mặt với một khó khăn lớn, đó là công nghệ sản xuất, chế biến còn lạc hậu. Người làm muối thao tác thủ công là chủ yếu, nên giá thành sản phẩm cao, chất lượng thấp, sản phẩm khó tiêu thụ. Bình quân 10kg muối, giá bán được chỉ khoảng 10.000 đến 12.000 đồng. Mỗi ngày, từ 3 đến 4 lao động sản xuất ra khoảng 100kg muối chỉ mới thu nhập được 100.000 đồng. Trung bình, mỗi năm một hộ diêm dân sản xuất hơn 10.000 tấn muối vẫn không đủ nuôi sống gia đình. Theo chia sẻ của khán giả Trần Mạnh Hải thì đây chỉ là nghề mang tính thời vụ, mỗi năm chỉ sản xuất được khoảng 4 đến 5 tháng có nắng, tức là từ tháng 3 đến tháng 7 âm lịch. Vì phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết nên nghề làm muối cũng lắm gian nan. Dải đất gió Lào Cát Trắng Hà Tĩnh là điều kiện thuận lợi nhưng cũng đầy khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, trong đó có sản xuất muối ăn. Có thể từ sáng đến trưa nắng nhưng đổ lửa, nhưng mà đến chiều nơi đây lại đổ mưa. Nếu diêm dân không nhanh tay ra che chắn thì công sức cả buổi làm như là dã tràng xe cát. Được biết những năm trước khi công ty sản xuất muối Hà Tĩnh còn thu mua sản phẩm ngay tại ruộng thì bà con đỡ cực, nhưng gần đây nguồn cầu đó không còn nên bà con phải đổi ngang giá, bán chợ hoặc là cho vào kho muối tại gia để hết mùa bán ra. Hầu hết bà con ở đây phải chạy ăn từng bữa, làm ngày nào xoay sở luôn trong ngày ấy nên phải bán với giá rẻ. Khán giả Trần Mạnh Hải cũng cho biết thêm, với hơn 72 hectare, xã Kỳ Hà được xem là một địa phương có vựa muối lớn nhất ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện nay nhiều người dân đã bỏ nghề một phần vì vất vả mà sản lượng không cao, phần vì giá cả bấp bênh nên họ đã bỏ nghề đi tìm hướng mưu sinh khác. Bây giờ trên ruộng muối đa phần là người già và trẻ nhỏ bám trụ với nghề bởi những người trong độ tuổi lao động đi tìm nghề làm ăn khác. Thanh niên trai tráng đi làm công nhân trong các công ty, đàn ông lớn tuổi thì theo nhà thầu đi làm khoán. Các chị thì đi làm công theo ngày tại các chợ lao động trên thành phố. Vẫn biết hạt muối là hạt kết tinh của sự nhọc nhằn, nghề muối là nghề vất vả, nhưng anh Hải hy vọng trong tương lai không xa, trên những gương mặt diêm dân dãi nắng dầm sương và cả những giọt mồ hôi chảy xuống cánh đồng muối chát mặn sẽ không còn khó khăn nữa. Cùng với 12 tỉnh thành khác trên cả nước, sáng ngày 6 tháng 12, 80 thành viên của chương trình Head Protest tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa đã tổ chức chuyến đi lên xã Khánh Phú thuộc huyện miền núi Khánh Vĩnh để chụp ảnh chân dung miễn phí nhằm mang tặng nụ cười đến cho các em miền núi nơi đây. Hoạt động mang đầy ý nghĩa này đang ngày càng thu hút đông đảo lượng người tham gia. Địa điểm chụp cũng số lượng ảnh ngày càng tăng lên và được trao tận tay cho mọi người. Ghi nhận của khán giả Vân Hằng trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Mời quý vị cùng theo dõi. Sáng ngày 6 tháng 12, dù trời mưa rất to nhưng hơn 80 thành viên của chương trình Head Portrait đã vượt gần 50 km từ Nha Trang lên xã miền núi Khánh Phú để tổ chức buổi chụp chân dung miễn phí cho trẻ em đồng bào dân tộc Rackley tại đây. Đây là chương trình nhằm mang nụ cười tặng cho các em miền núi, vì đối với các em, để có được một tấm ảnh chân dung đẹp, nhất là được in ra hình và có khung treo, là một ước mơ rất xa vời. Các thành viên của chương trình này là những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hoặc nghiệp dư, nhưng tự chung lại đều là những người đam mê bộ môn nhiếp ảnh và có tấm lòng nhân ái. Trong số đó có cả người nước ngoài. Họ đã cùng nhau tình nguyện tham gia vào chương trình và cố gắng tìm những góc ảnh đẹp, ưng ý trước những nụ cười hồn nhiên trong sáng của các em nhỏ vùng cao. Sau khi chụp xong, các thành viên sẽ về Nha Trang để chọn lựa, in ra và lồng vào khung hình đẹp để mang tặng cho các em.
Qua tìm hiểu, khán giả Vân Hằng được biết đây là một hoạt động được phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, ngày hội Happy Butchers được tổ chức và khởi xướng từ năm 2010 bởi một nhóm bạn đam mê chụp ảnh trên các diễn đàn nhiếp ảnh với mong muốn là đóng góp các hoạt động thiện nguyện thông qua nhiếp ảnh. Ban đầu quy mô của ngày hội chỉ ở cấp phường, khu phố, nhà mở, mái ấm từ thiện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Qua 4 lần tổ chức, chương trình đã đánh dấu sự phát triển về cả chất và lượng, với lượng ảnh tặng tăng gấp 6 lần, người tham gia tăng gấp 10 lần, địa điểm chụp ảnh mở rộng gấp hơn 16 lần. Khán giả Vân Hằng cũng cho biết thêm, trong ngày 6 tháng 12, chương trình Happy Butchers 2014 không chỉ tổ chức riêng tại Khánh Hòa, mà 12 tỉnh, thành phố khác đó là Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Bình Thuận, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tổ chức 65 điểm chụp ảnh. Happy Butchers 2014 đánh dấu năm thứ 5 chương trình được tổ chức tại Việt Nam nhằm tiếp tục mang lại những bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc quý giá, những nụ cười của các đối tượng được chụp ảnh. Năm nay chương trình sẽ đặt trọng tâm tới hai nhóm đối tượng chính, đó là bệnh nhi ung thư và các vị cựu chiến binh. Ngoài niềm vui về sức lan tỏa của chương trình, ngày hội chụp ảnh chân dung cho mọi người còn là dịp để các nhiếp ảnh gia và tình nguyện viên gửi gắm tình cảm vào mỗi bức ảnh như là món quà nhỏ, là sợi dây gắn kết yêu thương giữa mọi người. Thưa quý vị, ngoài những sự việc tai nghe mắt thấy bắt gặp trên đường hay những tồn đọng gây bức xúc tại địa phương, quý vị khán giả cũng có thể chia sẻ cùng chúng tôi những cảm xúc ấn tượng đẹp của cá nhân sau mỗi hành trình đã trải qua, hay như những tấm gương người tốt việc tốt xung quanh mình qua góc nhìn riêng của quý vị. Còn bây giờ, phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại những clip đã phát sóng trong chương trình ngày hôm nay. Sáng ngày 6 tháng 12, hàng nghìn người hâm mộ đã có mặt trước cổng sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội để xếp hàng mua vé xem trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia, dẫn đến tình trạng chen lấn xô đẩy. Chỉ đến khi có sự xuất hiện của lực lượng an ninh, trật tự tại đây mới được ổn định. Ngay sau khi mở bán, giá vé cũng đã được các đối tượng phe vé tăng lên gấp 2 đến 3 lần giá trị thực. Điều đáng nói, việc mua bán diễn ra công khai và khá tấp nập ngay trước cửa sân Mỹ Đình, bất chấp sự có mặt của lực lượng an ninh. Ghi nhận của khán giả Phùng Văn Tú từ số điện thoại 0912, 3 số cuối là 450. Vào khoảng 14 giờ 20 phút chiều ngày 5 tháng 12, một người đàn ông điều khiển xe máy hiệu Hyundai Way mang biển kiểm soát 38H5-5512 trên quốc lộ 8A, đoạn qua địa phận xóm Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đã xảy ra va chạm với xe ô tô tải hiệu Hyundai mang biển kiểm soát Lào, chạy theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến cho người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, chiếc xe bị biến dạng. Phản ánh của khán giả Minh Lý từ số điện thoại 0915, 3 số cuối là 811. Sau một thời gian dài xuống cấp không được sửa chữa, vào đêm ngày 5 tháng 12 vừa qua, cây cầu Út Xệ bắc qua con suối Đôi thuộc địa phận khu phố 3 nối liền với khu phố Trung Lợi, thị trấn Chân Thành, huyện Chân Thành, Bình Phước đã bị sập một bên mố chân cầu. Hiện tại, tất cả các phương tiện và người không thể tiếp tục lưu thông trên cây cầu này. Việc này đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Phản ánh của khán giả Đỗ Văn Trình từ số điện thoại 0168, 3 số cuối là 269. Hàng chục năm qua, hàng ngày người dân thôn Thọ Lão, xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam vẫn phải đánh đu với tử thần trên dòng sông Nhuệ bằng một chiếc cầu phao yếu ớt. Do mặt cầu và thân cầu được chắp ghép tạm bợ bằng những trụ bê tông cùng các mảnh gỗ cũ mục nên cầu đã nhanh chóng xuống cấp nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản, người qua cầu chỉ còn biết cách dắt xe rồi di chuyển chậm chạp nhằm phòng tránh tai nạn có thể xảy ra. Phản ánh của khán giả Bùi Xuân Tuyền từ số điện thoại 0166, 3 số cuối là 452. Xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh được biết đến với sản phẩm muối đặc trưng. Nhờ những điều kiện tự nhiên thuận lợi, nghề muối trở thành nghề truyền thống của từng thế hệ diêm dân ở đây.
Tuy nhiên, việc sản xuất của nhân dân lại đang gặp nhiều khó khăn vì thiếu vốn, thiếu công nghệ, trong khi nguồn nước biển ngày một ô nhiễm. Hiện nay, nhiều người dân đã bỏ nghề một phần vì vất vả mà sản lượng không cao, phần vì giá cả bấp bênh nên họ đã bỏ nghề đi tìm hướng mưu sinh khác. Phản ánh của khán giả Trần Mạnh Hải từ số điện thoại 0979, 3 số cuối là 687. Cùng với 12 tỉnh thành khác trên cả nước, sáng ngày 6 tháng 12, 80 thành viên của chương trình Happy Portrait tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa đã tổ chức chuyến đi lên xã Khánh Phú thuộc huyện miền núi Khánh Vĩnh để chụp ảnh chân dung miễn phí nhằm mang tặng nụ cười đến cho các em miền núi nơi đây. Ngoài niềm vui về sức lan tỏa của chương trình, ngày hội chụp ảnh chân dung cho mọi người còn là dịp để các nhiếp ảnh gia và tình nguyện viên gửi gắm tình cảm vào mỗi bức ảnh như là một món quà nhỏ, là sợi dây gắn kết yêu thương giữa mọi người. Chia sẻ của khán giả Vân Hằng, trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Thưa quý vị, để cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua, từ nay tất cả các clip được chọn và phát sóng trong chương trình Góc nhìn khán giả sẽ có cơ hội giành được một giải thưởng có giá trị từ chương trình. Đó là chiếc đầu thu kỹ thuật số vệ tinh VTC HD05i kèm theo 3 tháng thuê bao do công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số VTC Digital tài trợ. Giải thưởng này sẽ được chính ban biên tập chương trình lựa chọn theo từng tuần và tiến hành công bố trao giải vào các chương trình chủ nhật. Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.